Chào cả nhà nhé. Đang tiến hành đào một cái cây lê rừng nhé anh em nhé. Đây, cây lê rừng. Cái gốc thì cũng khá là to anh em ạ. Đây, mình thích là thích có cái u béo như này nha anh em nhé. Mình lấy về mình sẽ trồng. Nó uốn một vòng nó lại lên. Mình sẽ cắt qua tầm trên này thôi anh em ạ. Nếu mà lấy về trồng ấy. Đây. Cái thân thì cũng khá là to. Bằng cái cổ tay phía trên của mình. Gốc khá là đẹp nha anh em ạ. Cái gốc này cũng khá là già rồi. Đây, nó vòng một vòng xong là nó mới lên nha anh em nhé. Anh em nào kết thì alo. Mình chuyển nhượng. Lê rừng. Đến mùa hoa thì nó cũng nở đúng dịp Tết nha anh em nhé. Đúng dịp Tết. Anh em lấy về chơi Tết là rất là ok. Hoa hết chơi Tết là đúng thời điểm luôn nha anh em nhé.